Cao Phong xin chào các bác. Trong video ngày hôm nay, hàng lại về cập bến được một cặp súp 3G các bác nhá. Súp 3G hàng bãi xịn. Bát 40. Vâng, bát 40 từ 22 côn 100. Đây là mơ ước của rất nhiều bác khách hàng. Bởi vì bây giờ đa số súp của B3 là nó là bát 50 thì nhiều bác chơi gia đình là kích thước của nó lớn quá. Đấy, các bác mong muốn những quả súp nó có kích thước nhỏ gọn như này để có chơi gia đình. Đấy, bát 40 nhưng lại từ 22 côn 100, hàng bãi xịn 3G. 3G nó là tiền thân của B3, tức là hiểu nôm na một cách là 3G và B3 là một các bác nhá. Hàng bãi xịn bát 40, một cặp duy nhất thôi, mới trên đường về thôi thì một bác khách hàng đã chốt một quả rồi nhé. Nên là hiện tại bây giờ là chỉ còn duy nhất một quả thôi. Nên bác nào mà thích chơi hàng bãi xịn của 3G, bát 40 từ 22 côn 100 có kích thước nhỏ gọn đẹp, hình thức bát mặt, thì các bác liên hệ sớm, thật sớm để chốt. Đấy, hàng rất là hiếm. Bác khách hàng này ở dưới Hải Phòng là đã dặn Cao Phong là cách đây tầm khoảng 2 tháng trước Tết là đặt mua một quả B3 hoặc là 3G bát 40. Đấy, hàng bãi xịn, nhưng mà những cái dòng bát 40 mà hàng bãi xịn như này nó rất là hiếm. Bởi vì đa số của nó là chỉ có bát 50 thôi. Đấy, đến hôm nay mới về được một cặp thì bác đã chốt luôn. Đấy là bác đã chuyển đủ tiền rồi. Thế còn duy nhất một quả, hai quả này là đẹp như nhau các bác, đẹp như nhau. Đấy, các bác nhìn ngắm nhìn này, kích thước của nó là chiều ngang này nhá. Từ mép này sang mép này chiều ngang của nó là 50. Đấy, còn chiều cao của nó là 45 và chiều sâu của nó cũng chỉ là có 45 thôi. Nó rất là gọn gàng nhá. Bắt mặt. Đấy, các bác chơi gia đình thì được cực kỳ tuyệt vời luôn. 3G. Đây các bác nhìn, 3G audio này. Hàng bãi xịn, bao hàng bãi xịn cho các bác. Nên các bác không phải lăn tăn gì. Đây các bác nhìn nha, một cặp này nó đẹp như nhau luôn, hai quả đẹp xuất sắc như nhau luôn. Phía trước căng bằng bông xịn này, đấy, mút xốp xịn để chắn bụi. Đấy, một cái căng bằng sắt. Đấy, 3G thì nó có một cái đường sọc từ trên đến dưới này, logo 3G. Đấy, một quả là đã bác khách hàng là Hải Phòng đã chốt rồi, nên mai em gửi cho bác ấy là một quả rồi. Đây các bác nhìn, gân vải tẩm dầu này, màng còn cực kỳ là đẹp luôn. Bao hàng bãi xịn các bác nhé. Bác nào quan tâm nội thất thì nhắn lại một chút nữa em sẽ mở cái bát ra để các bác chiêm ngưỡng phía bên trong. Cái lỗ thoát hơi phía trước rất là lớn nên cho tiếng bát cực kỳ là căng và hay. Những dòng súp của B3 và 3G thì các bác nào đang chơi có biết, ông ánh cực kỳ phê, đảm bảo các bác cực kỳ phê luôn. Đấy, bát 40 già, dòng bát 40 nó rất là hiếm. Bát 40 như phải hàng bãi như này nhá các bác nhá, bao hàng bãi xịn. Đấy, bát 40 rất là hiếm luôn. Thì đa số là 95-97% là nó chỉ có bát 50 thôi. Bát 50 hiện tại bây giờ em có rất là nhiều bát 50. Bạn nào có nhu cầu về phòng lớn thì bác liên hệ với em để sở hữu những quả 50. Còn đây là 40 nhé. Đặc biệt cái lưu ý của bác là những dòng súp xịn của 3G này là thùng của nó là thùng gỗ nha các bác nha. Thùng gỗ rất là chắc chắn. Nên các bác không bao giờ lo nước, không bao giờ lo gọi là những kiểu là những thùng của B3 mà nó có các cái đời thấp ấy. B3 đời thấp nhưng nếu đời X của B3 nó cũng là thùng gỗ. Nhưng đời thấp của B3 thì nó là thùng giấy, thì nhiều khi là nó dính nước là nó sẽ bở mủn. Nhưng mà quả 3G này, hàng xịn này nhá, là thùng của nó là thùng gỗ luôn nhá, thùng gỗ xịn luôn, cực kỳ chắc chắn và sơn sần bóng. Đấy, kích thước rất là gọn gàng và xinh đẹp. Đấy, các bác nhìn những quả nguyên căng này. Đây là quả em tháo căng để các bác chiêm ngưỡng cái màng của nó này. Màng của nó cực kỳ mới luôn, xanh lét luôn. Gân vải tẩm dầu. Đấy, và đây là cái model của nó, em quay luôn cái model. Hai quả đẹp như nhau, xuất sắc như nhau. Đây các bác nhìn nhá. 3G này. 3G audio, model là GS115B. Công suất là 500W một quả nha. Bát 40 nhưng mà nó cực kỳ là cực khủng luôn. Trở kháng 8 ohm, độ nhạy 95dB, trọng lượng là 27kg. Các bạn nhìn nhá, tem mã vạch đủ hết này. 3G audio, model là GS115B. Công suất là 500W một quả, em nhắc lại một quả này là 500W nha. Đấy, nên là duy nhất có hai quả thôi. Hàng này là khẳng định các bác là hàng cực kỳ hiếm trên thị trường. Nên bác nào có nhu cầu liên hệ sớm. Bây giờ em sẽ đứng máy và để tháo cái bát ra cùng các bác chiêm ngưỡng cái nội thất của cặp súp 3G audio này. Dạ vâng, sau khi tháo cái bát ra thì các bác nhìn đấy, các bác nhìn đến bát 40 nhá, từ 22 côn 100. Đấy, bát của nó cũng rất là đẹp luôn này các bác này. Đấy, 1 2 3 4 5 6 7 8 xương gông và nam châm của nó thì chắc chắn rồi, hàng bãi xịn các bác nhỉ. Các cái số lô đấy, bắn chìm tia laser trên nam châm này, hàng bãi xịn tem cross này đấy, cái màng của nó rất là sần sùi đấy, hàng bãi xịn. Và đây tất cả dòng loa súp của B3 mà là bốt bát 40
thì nó là từ 22 cộng 100, nó rất là nặng, thì nhà sản xuất người ta đổ sẵn một cái lớp keo ở bên trong này nè, chống gãy này. Đấy. Hàng bãi xịn đẹp xuất sắc, zin nguyên bản, bao zin tuyệt đối quá nhá. Có nhìn cái số đấy, số nó bắn chìm laser vào vào nam châm này. Đấy. Có nhìn chưa? Hàng bãi xịn, bao zin bao xịn thì các bác nhá. Đấy, có hai quả thôi thì khách đã chốt một quả rồi, còn một quả nữa. Nếu bạn nào có nhu cầu muốn sở hữu những quả súp này thì các bác liên hệ sớm nhé. Các bác nhìn màng xanh lét luôn, màng rất đẹp luôn. Đấy, gân vải nó vẫn còn cực kỳ là ướt này. Đấy, vải tầm dầu các bác nhé. Dòng súp 3G với B3 là nó là một, nhưng 3G nó là tiền thân của B3. Đấy, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Long lanh các bác. Đấy, xuất sắc. Đấy, tem 3G này các bác. 3G audio này. Đấy, từ 22 cộng 100 các bác nhé. Từ 22 cộng 100. Đây là những cái bông lông chuột này. Đấy, bông tiêu ôm lông chuột thùng vách còn cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bác có nhu cầu muốn sở hữu quả súp B3 3G, có liên hệ với điện tử Cao Phong. Đấy, 3G là tiền thân của B3, và nếu hiểu nôm na thì là 3G và B3 là một. Đấy, bao zin bao xịn từ 22 cộng 100. Đấy, bát 40, kích thước gọn gàng xinh đẹp. Đấy, chiều ngang này là từ góc này sang góc này là đúng 50, cao là 45 và sâu là 45. Thùng gỗ xịn của súp 3G. Đấy, thùng gỗ nhé, chứ không phải là loại thùng giấy đâu. Thùng giấy là các bác, nhiều bác là sợ là nó sử dụng trong một thời gian là nó sẽ bở mục, nhưng mà thùng gỗ này thì siêu bền luôn. Thùng gỗ và sơn sần bóng, thùng gỗ xịn nguyên bản của súp 3G. Đấy, bao zin bao xịn, hàng bãi xịn cho các bác nhé. Đấy, xuất sắc luôn, rất là đẹp. Các bác có nhu cầu liên hệ với em nhé. Xin cảm ơn các bác và anh em.